Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng cùng các phó chủ tịch đồng chủ trì hội nghị. Đến dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Năm 2021, dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19, song công tác mặt trận đã đạt được nhiều kết quả. Mặt trận các cấp đã làm tốt vai trò trong việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, từ công tác hướng dẫn, triển khai đến công tác tuyên truyền, công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương, công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, công tác giám sát bầu cử. Với việc vận động được hơn 65 tỷ đồng cùng hàng trăm tấn hàng, mặt trận các cấp đã góp thêm nguồn lực mua vaccine, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và nhân dân. Phong trào san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch và phong trào giảm tiền trọ do mặt trận thành phố phát động đã tạo được sự lan tỏa rất lớn trong cộng đồng. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh, tuy nhiên, mặt trận các cấp đã tổ chức được 25 hội nghị phản biện xã hội liên quan đến đời sống nhân dân. Mặt trận các cấp đã nỗ lực vận động các tổ chức, cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp ủng hộ quỹ vì người nghèo đạt hơn 29 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của hệ thống mặt trận thành phố trong thời gian qua, đã cùng với chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền phòng chống dịch, chăm lo cuộc sống cho nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các cái đoàn thể thì tăng cường hơn nữa cái tính chủ động, thường xuyên và hiệu quả hơn trong tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy, với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố những vấn đề về nhân dân, những vấn đề trong nhân dân. Chúng ta cũng thỉnh thoảng cũng có một số cái báo cáo tình hình, báo cáo công tác tư tưởng, nhưng tôi thấy là cái đề xuất cái hướng giải quyết, đề xuất cái cách giải quyết cho nó kịp thời, thường xuyên và liên tục hơn á, cũng như là đề xuất xây dựng chính sách liên quan thì nó cũng chưa thực sự nó đầy đủ lắm, thì chúng tôi cũng mong muốn là tập trung nghiên cứu cái này hơn, chủ động thường xuyên và hiệu quả hơn trong cái tham mưu cho Ban Thường vụ Thường trực Thành ủy bằng những cái sản phẩm như thế. Chúng tôi cũng mong muốn là Mặt trận Tổ quốc làm tốt hơn cái vai trò cầu nối hai chiều, cũng như là như một số ý kiến phát biểu thì tăng cường phát huy hơn nữa vai trò của hội đồng tư vấn, rồi các đồng chí ủy viên ủy ban mặt trận các cấp, rồi đội ngũ chuyên gia, đội ngũ trí thức, người có uy tín tiêu biểu, chức sắc tôn giáo trong cái tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Hội nghị lần này đã hiệp thương cử thay thế ủy viên thường trực và ủy viên ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Dịp này, thư ủy nhiệm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đã trao cờ xuất sắc toàn diện của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các tổ chức thành viên, các quận huyện có hoạt động tích cực trong thời gian qua, được nhận cờ và bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Hội nghị cũng đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều hoạt động cống hiến cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.